Rồi, thì gia đình mình đặt chân đến Châu Đốc các bạn, thì cũng khoảng 5 giờ chiều rồi các bạn ha. Đây hai bên quá chừng bánh luôn các bạn ha. Hai bên thì mình thấy là tiểu thương, các bà tiểu thương đồ này kia các bạn, người ta bán bánh rất là nhiều các bạn ha, như là đồ cúng đó. Đây trái thốt nốt, bánh bò thốt nốt. Thì nói đến An Giang thì các bạn không thể bỏ qua được các bạn ha, là mắm đó, đồ cúng nè, quá chừng luôn. Hai bên đường đi lên Điện Bà các bạn ha, các bạn xem đồ cúng, người ta bán đồ cúng với lại mắm đồ rất nhiều các bạn nha. Đó, đủ loại luôn. Rồi bây giờ gia đình mình cũng mua một giỏ trái cây với lại một bó bông để chuẩn bị lên Biến Bà các bạn ha. Thì trên đường lên này các bạn thấy không, mắm rồi đồ cúng rồi thốt nốt rồi nước thốt nốt rồi này kia các bạn ha. Nói chung là đặc sản của An Giang đều có ở đây hết, không cần phải đi chợ Châu Đốc nha các bạn nha. Bánh bò thốt nốt ngon hơn, nóng hổi luôn. Nó đổ nó nóng hổi. Đây các bạn nghe, đây là mình đang đứng ở cái góc cổng ra quay về đêm đó các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Đây là khu chánh điện nè ha, khu chánh điện. Bên kia là hai khu dùng để chứa quần áo cũng như là những cái trang sức của bà mà du khách thập phương đến để mà cúng dường trả lễ các bạn. Rất là đẹp luôn các bạn ha, quá tuyệt vời. Rồi đây các bạn ha, đây là cái dãy nhà mà để chứa kho báu của bà các bạn. Đó. Còn bên đây, đây là bên trong chánh điện này các bạn. Do là bảo vệ không cho mình quay những hình ảnh có liên quan đến tượng bà các bạn, cho nên mình chỉ quay sơ một vòng để cho các bạn xem. Hôm nay là cái cũng chưa tới cái mùa du lịch đâu các bạn, mà du khách thập phương đến để cúng viếng miếu bà cũng rất là đông luôn các bạn ha. Đây các bạn nghe, còn đây là cổng chính nè các bạn, dẫn lên Điện Bà. Bây giờ lên đèn rồi, nhìn rất là đẹp các bạn ha. Du khách chụp hình để lưu niệm nè các bạn. Đó. Đây các bạn ha, bây giờ mình đang đứng trên cái lầu 2 các bạn, của nơi mà chứa kho báu của bà. Mình quay qua điện chính nè các bạn, bạn thấy không, rất là đẹp các bạn ha. Với lại mà bây giờ chim các bạn, chim nó về nó ngủ nó kêu rất là lớn, cho nên không khí âm thanh nó hơi ồn, các bạn thông cảm nha các bạn nha. Đó, đây nè, để mình quay vào đó các bạn thấy không, đây là tài sản của bà nè các bạn, kho báu đó, khách thập phương đến để trả lễ cho bà đó, rất nhiều luôn các bạn ơi, quá trời luôn ha. Áo mão nè, vàng bạc nè, quá chừng, mã não cẩm thạch, ô quá chừng luôn. Thật là tuyệt vời, tại vì bây giờ tối rồi người ta không có mở cửa, mấy lầu luôn đó các bạn nha, mấy lầu luôn, rất là nhiều luôn á, tài sản của bà là giàu nhất Việt Nam luôn á các bạn. Đây nè các bạn, đứng trên này các bạn xem cái view cực kỳ đẹp luôn các bạn, quá đẹp luôn nè. Ôi ôi đẹp, đẹp lắm không. Đây các bạn ha, đây là điện chính nè các bạn. Bây giờ bật đèn lên rồi nhìn rất là đẹp các bạn ha, quay từ trên cao nhìn rất là đẹp. Đó, du khách bây giờ ban đêm người ta đi mát các bạn, người ta đi viếng rất là nhiều luôn các bạn ha. Đó, mình quay từ trên cao xuống nè, nhìn rất là đẹp các bạn ha. Bên kia đóng cửa, bên đây còn mở cửa các bạn. Đây là những cái đây vàng đó các bạn, mà du khách thập phương đến đây để mà cúng tạ lễ cho bà, các bạn thấy không. Đó, đây nữa nè, đó, quá chừng các bạn thấy tuyệt vời không. Hai bên à, bên đây nữa nè, quá
nhiều. Hồi nãy trên kia là mấy lầu luôn á. À, được nhà nước Việt Nam mình xác lập kỷ lục luôn các bạn ha, kỷ lục Việt Nam luôn. À, đây là cái cặp đèn cầy rất là to luôn các bạn, à, để ở sau lưng bà đó các bạn, rất khủng luôn các bạn ha, cặp đèn cầy khủng. À, còn đây là bức tượng này là ở sau lưng bà để du khách thập phương đến đây để cầu xin và tâm linh tương thông, giống như là tâm linh tương thông vậy đó. Mình xin bà những cái gì, mình đứng ở đây mình xin, góc mặt của tường mình xin các bạn ha. Đó. Mình vào giếng bà chủ xứ các bạn ha, thì mình cũng đi ra ngoài để mua một ít mắm về làm quà cho gia đình các bạn ha. Mình mua ở cái tiệm cô giáo Thảo 5 số 1 này các bạn nha. Về An Giang là thủ phủ của xứ mắm rất là nhiều luôn. Tối đèn mình quay đèn hơi chớp luôn mà. Thông cảm nha. Mặn dịu của con mắm mà chứ không phải mặn như muối. Cho em thấy cá lóc. Quá đẹp luôn. Lựa cái nào ít ít xương nha chị. Dạ. Cái này em chỉ còn xương bụng nha. Mắm cho con mua mẹ em luôn đi chị gái ơi. Mắm cho coi đi em. Không chốt đâu ta. Cái chốt đó chà, cái chốt nè. Không chốt. Chốt nhỏ nhỏ. Đổ hương mắm luôn, bà kia. Ông nhà con. Ông nhà con. Lấy nửa ký ba khía luôn nha chị. Cái đó mua nhiêu ạ? À? Mua ký cho cô ba. À. Mình đi Châu Đốc, có mấy người ở hàng xóm gửi đi mua mắm đó các bạn. Mua sẵn mua luôn. Mắm chốt nào ngon chị? Ngon. À cái này nó giống nhau, hai bên giống nhau đúng không? Tại vì mặt bằng rộng quá em chưng. À. Cái đó cá chèn đó chị, 280 chị gái. Ngon lắm. Mắm lấy cho em nửa ký ba khía luôn. Đủ loại đủ giá nhìn rất hấp dẫn, chớp chớp giống nha, bắt thường thì ghé coi đi cô ơi, giống nhau quá trời. 60 là cô mua lấy lại đi nửa ký đi, cho em nửa ký này đi chị, nửa ký mắm chốt luôn. Không bà quay toàn cảnh như vậy. Rồi thì mình cũng xin kết thúc video viếng miếu bà chủ xứ núi Sam ở đây nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực làm thêm nhiều video mới gửi đến các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.